Dạ Vũ xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hiện giờ Vũ đang đứng ở chỗ nhà của chị Thí ở ấp 3 xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay Vũ lên thăm chị Thí, lâu rồi không có lên. Thì chị Thí này là hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện giờ chị đang bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 3. Thì người chồng bỏ đi và để lại hai đứa con. Giờ Vũ mời cô chú, anh chị và các bạn đi theo Vũ đi vô thăm chị Thí. Thì chị Thí là lao động chính trong nhà, còn phải nuôi mẹ già. Mà giờ bị bệnh thì không có đi làm. Thì Vũ cũng quay cái video này nhờ cô chú, anh chị giúp đỡ dùm cho hoàn cảnh gia đình của chị Thí. Dạ con thưa chị, con mới lên. Dạ, chào chú. Chào chú. Dạ. Dạ. Em cũng chào chị Thí. Dạ. Hôm nay khỏe không chị Thí? Lâu gặp quá. Dạ, em cả lúc cũng đau nhiều mà. Tối hay đau bụng với chân tay đồ nhức lắm anh ơi. Dạ. Tối ngủ có được không chị? Em nhắc tối em khó ngủ lắm. Dạ. Hay ngủ tới khuya mới ngủ được. Dạ. Mà thức tới hất lưu hoài à. Tại chân tay hay nhất. Hôm nay có đi khám bệnh không chị? Em có đi hồi tháng rồi, giờ khoảng tháng 9 em mới đi nữa. Cũng như đi vậy là lấy thuốc uống dạ, tới hết thuốc mới đi. Dạ, bác sĩ hẹn tháng 9 mới lên. Dạ, ăn được không? Dạ, ăn cũng được chút ít rồi. Ăn được hai chén cơm không? Dạ, cũng được. Nhiều khi thì ăn cái ngon thì ăn hai chén, còn không ngon thì mình ăn ít lại vậy. Dạ. Rồi lúc này đâu có bệnh này đâu có đi làm gì hả chị? Dạ chưa có đi làm gì chưa. Dạ. Thấy mà người mệt quá, em không biết sao đi làm nên làm nổi nuôi mấy đứa nhỏ đây nè. Dạ. Dạ. Đứa mà... nhỏ là đang nghỉ hè hả chị? Dạ đang nghỉ hè rồi. Nghỉ hè vô đứa lớn là lớp 5 hả chị? Ừ, đứa lớn hả? Con lớp mấy con nói chú nghe đi. Nó đặng lớp 3 hả? Hè là vô lớp 3. À, lớp 3. Dạ, nói đi. Dạ, nó đang nói đoạn của anh con. Còn đứa nhỏ là vô lớp 1 hả chị? Dạ, nó lớp 1, lớp 1. Con rước gì con, gian chú kìa. Hè có đi học thêm không chị? Dạ có cái bà cô kia, cái bà cũng cho học vậy đó, học cái mấy bạn chứ bà thấy hoàn cảnh khó khăn của em nên bà không có lấy tiền, nhưng học lâu rồi không có lấy tiền năm nào á. Dạ. Đó. Rồi học rồi cô dạy giùm luôn. Dạ cô dạy giùm luôn với mấy bạn à, học hoài luôn á. Cái khi nào có mấy bạn cái là học ké với mấy bạn vậy đó. Có nhiều khi bà cũng dạy hai anh em nói không nữa. Không có mấy đứa nào luôn. Cũng mang ơn bả nhiều lắm. Nó dạy lâu rồi. Vậy cũng cảm ơn cô đó ha. Cô dạ. Gì? Em không biết. Em quên là biết cô tên cô gì nữa. Dạ. Vậy là dạy hai đứa luôn. Dạ hai đứa luôn. Sáng nay là cũng đi. Còn nếu mà đang học thì khi học buổi chiều cũng có. Dạ. Cô nào ở trên trường á? Cô hai. Chị hôm rồi khỏe không gì? Dạ cũng rồi rồi chú ơi. Dạ. Dạ. Thì lúc này là uống thuốc suốt hả chị? Dạ. Uống hết hả? Dạ với em xin cây này cây kia rồi em uống thêm vô nữa. Nước nam đó không? Dạ. Rồi hôm đó này ba mấy đứa bé này có liên lạc không? Hay dạ. Là mất liên lạc luôn. Dạ rồi. Mất liên lạc luôn. Mất liên lạc luôn hả? Dạ. Tại giờ giờ cũng lâu lắm anh ơi. Không biết với bệnh hoạn giờ biết sao làm nuôi mấy đứa nhỏ nữa. Em cũng lâu lắm. Dạ. Giờ chỉ mong cho
những nhà hảo tâm giúp đỡ em thôi chứ em biết sao đi làm nữa. Bây giờ cũng ráng uống thuốc rồi. Dạ. Còn mong cho hết bệnh rồi để đi làm lại rồi để nuôi hai đứa bé cho nó đi học. Dạ. Chắc em cũng ráng đi làm quá. Chứ em có biết sao nữa. Hai đứa con có nhớ ba không? Nhớ cha không? Còn. Không nhớ luôn. Có nhắc không? Có nhắc cha không? Không luôn. Rồi lúc đó hai đứa bé này nó còn nhỏ quá. Dạ, đúng là nhỏ. Thằng lớn chắc có thể là nhớ, nhưng mà nhỏ chắc nó quên rồi. Dạ. Nó không nhớ cha nữa đâu. Rồi chị nói đi là nay cũng mấy năm rồi hả? Dạ chị? Mấy năm rồi, cũng 3 năm rồi. Dạ. Hôm rồi em hỏi thăm chị là cha nó ở đâu chứ? Ba nó ở An Giang hả? An Giang. Nhưng mà giờ có vợ khác không biết ở phương nào nữa, em không biết nữa. Cũng nghe người ta nói nữa. Dạ. Rồi bà nội của mấy đứa bé này có qua thăm nó không? Dạ không, ông bà cũng già cả, với nhà cũng nghèo lắm nên nó đâu có tới lui. Nên mình em lo cho tụi nó không. Ừ, cũng không dạ. Tới lui thăm gì luôn ha. Dạ. Rồi hồi lúc trước thì ảnh tự ảnh đi hả chị? Dạ tự ảnh đi. Chắc thấy em chắc nghèo quá này kia. Mà lúc đó chị bệnh chưa? Chắc em bệnh rồi nhưng mà em không biết á. Tại em đâu cũng đi khám đâu. Không dạ. Luôn. Không, em không có đi khám gì trơn. Dạ. À, sau này cũng như đau nhức đồ rồi mới đi khám. Dạ đúng rồi, lúc này đau chứ em biết là mình cái đi khám là mình bệnh rồi, nặng rồi. Dạ. Nó qua tới giai đoạn 3 hả? Giai đoạn 3 bác sĩ nói em là không mổ nữa, giờ tới sau là không mổ được. Dạ. Chỉ uống thuốc là ngày nào hay ngày đó thôi anh ơi. Dạ. Vậy là cũng dạ. Như lần sau này lên bác sĩ là nói luôn là cũng như là chỉ uống thuốc thôi chứ còn không có mổ hả? Dạ không có mổ, uống lúc nào thôi lúc đó không. Hai đứa bé này nó có học cũng giỏi hả chị? Dạ, học cũng được, lên lớp à. Dạ. Bé khóc. Chiều hai đứa ăn cơm chưa? Dạ, chưa. Chưa hả? Chưa đói bụng hả? Nghỉ hè rồi có đi đâu chơi không? Dạ. Không. Đi vòng vòng ở sớm rồi không hả? Thì đi học thêm mà ai đưa đi? Mẹ. Ừ. Học gần đây không con? Dạ gần. Có bữa nào hai anh em tự đi không? Bệnh mà cũng phải ráng đưa hai đứa con đi học ha. Dạ. Chứ giờ không đưa thì không đưa, nhưng có khi đợi em nằm không, nhiều khi dậy không nổi luôn á, cũng như cũng ráng đưa nó đi. Có lúc cũng mệt lắm. Dạ. Dạ. Mà bỏ nó đi thì cũng không yên tâm. Dạ, giờ xe em không à. Học thêm là học ngày có chừng khoảng tiếng gì hả? Dạ tiếng mấy nữa về mà học buổi một hả? Dạ. Hai thì hổng là gì, hai khỏe không?
À, cũng rồi rề chú ơi, rồi cũng khi đi sinh da chai, cũng khi đi không thì không đi. À. Thì đi lụm da chai hả? À, đi xin bà con cháu nó cho. Dạ. À. Như... cháu nó cho rồi trở về rồi. Dạ. Để dành nó là lâu có bán. Dạ. Cũng như gom gom rồi mới bán hay gì hả? À, không gom để dành nó nhiều nhiều bán. Dạ. Bán lần vậy được có nhiều tiền không gì? À, 70,000 chú ơi. Dạ. À. Nhưng mà cũng phải đi gom đi. À, đi bà con nó cho, rồi bà con cho để dành nó. Dạ. Đi gần đây không vậy? À, gần đi vòng vòng ở đây chú. À, vòng à. Vòng ở xóm. Ở xóm ở mé dưới Bình Hòa, mé Trung Bắc Miễu rồi đó. Dạ. Dưới đây nhà thờ. Dạ. À. Hôm nay gì có đi lên nhà thờ không? À, có không rồi có rồi nó đau đi không được rồi đợt trước có đi. Tuần trước có đi rồi bà con cho trở về. Dạ. Dạ. Dì cũng đi lễ thường xuyên hả? Dạ, dạ nó nay rồi rề ít đi chú ơi, đi phụ dạ. Quét rồi lát rồi về, ít dạ, đi. Dạ. Không khỏe là không có đi. Dạ, ngồi lâu không được nè, ngồi lâu không được, ngồi lâu cái nó quằn quằn, khó chịu. Dạ. À. Nó bị nhức hay gì vậy? À, nó đau, nó con người nó khó chịu, ngồi lâu không được. Dạ. Dạ. Nó làm như nó quằn quằn, đau, khó chịu. Dạ. Năm nay dì hai nhiêu tuổi gì vậy? À, nay 73 rồi chú. Dạ. À. Còn dượng là con thấy là mới mất đó hả gì hả? À, mất rồi, mãn tan rồi lại dỗ chú. Dạ. À. À, cô bác ơi, chị em Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm. Chị Thúy ơi, hôm nay em cũng lên nè, em gửi tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho chị. À, có anh Phúc với chị Nhị bên Mỹ á, ảnh gửi cho chị 1 triệu. Rồi, em gửi cho chị. Dạ, dạ em cảm ơn anh chị. Dạ. Rồi còn cái phần quà này là 10 kg gạo với một thùng mì tôm, nước tương, dầu ăn, nước mắm, đường với muối nè chị, là của anh Tô Minh Triệu ở ấp 3 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại của mình á. Em gửi cho chị. Em cảm ơn anh vợ chồng của anh Phúc chị Nhị đã cho em tiền. Dạ, em... phần quà này là của anh Tô Minh Triệu. Em cảm ơn anh Tô Minh Triệu đã cho em phần quà nữa. Giờ dạ, em chỉ mong cầu xin cho các bạn Hùng Vương giúp đỡ cho em, đặng em chữa bệnh cho hết, để em còn nuôi mấy đứa nhỏ nữa, nuôi mẹ em nữa. Em xin cảm ơn nhiều. Dạ rồi, em cũng cảm ơn chị. Đây là cái giấy khám bệnh của chị Thí. Đây là cái giấy ra viện. Chị là Nguyễn Thị Kim Thí. Ở ấp 3 xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chẩn đoán là bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 3, bệnh virus suy giảm miễn dịch. Rồi ở dưới là cái gì nữa hả chị? Mấy cái luôn. Ở dưới mình không hiểu. Dạ Vũ xin kết thúc cái video này.
Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ cũng nhờ là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gần xa trong nước và ngoài nước thì cũng xem xét giúp đỡ dùm cho hoàn cảnh gia đình của chị Thí. Thì hoàn cảnh giờ rất là khó khăn, chị Thí là lao động chính trong nhà mà giờ chị bệnh rồi thì không có đi làm được, phải nuôi mẹ với hai đứa con, giờ rất là khó khăn. Vũ cũng nhờ cô chú anh chị giúp đỡ giùm.